29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin mới nhất. Bây giờ xin được chuyển sang nội dung đáng chú ý hôm nay. Lê Quang, ca sĩ ngày càng ít hát live. Nhạc sĩ Lê Quang cho rằng ca sĩ cần thiết phải biết hát live, khán giả khó có thể chấp nhận việc đem giọng hát ở phòng thu lên sân khấu. Dịp về nước sau 4 năm sang Mỹ sinh sống, chữa bệnh, nhạc sĩ Lê Quang, tác giả ca khúc Niềm tin chiến thắng, nói về công việc sáng tác cũng như cảm nhận thị trường nhạc Việt hiện nay. Nhạc sĩ nhận định, thế hệ trẻ hiện nay giỏi nắm bắt công nghệ, xu hướng âm nhạc, thế nhưng nhiều người lại chưa có nền tảng vững chắc, cho nên sản phẩm không có đời sống lâu dài. Âm nhạc phải có sự gắn kết giữa ca sĩ và nhạc sĩ. Ngày xưa, ca sĩ nuôi cả một ban nhạc, điều này không còn ở hiện tại. Ca sĩ bây giờ rất ít hát live nên việc có ban nhạc riêng cũng không còn quan trọng. Với tôi, là ca sĩ phải hát live cùng ban nhạc hoặc trên beat nhạc, không ai có thể chấp nhận việc một ca sĩ đem giọng hát ở phòng thu ra sân khấu, Lê Quang nói. Theo nhạc sĩ, âm nhạc là điều tuyệt vời trong cuộc sống, giúp anh vượt qua những khó khăn. Thời gian qua, anh không sáng tác vì bệnh tật nhưng vẫn theo dõi thị trường âm nhạc. Nhịp sống nhanh khiến cho phần lớn các ca sĩ phụ chạy theo thị hiếu khán giả, dễ nổi tiếng nhưng dễ bị lãng quên. Tôi hy vọng các nghệ sĩ trẻ nên chậm lại một chút để giữ được giá trị cốt lõi, anh nói. Lê Quang từng là guitar bass nổi tiếng của ban nhạc Da Vàng. Anh bước vào lĩnh vực sáng tác và thành công với nhạc phẩm như Một ngày bình yên, Đi về nơi xa, Mùa hạ mãi xa, Mưa trên cuộc tình. Anh là nhạc sĩ mang lại cho ca sĩ Mỹ Tâm nhiều bản hit như Niềm tin chiến thắng, Mãi yêu, Đời yêu, Tình về mai sau. Anh cũng là người đứng sau làm nên thành công cho live show Ngày ấy bây giờ của giọng ca tóc nâu môi trầm cách đây 15 năm. Lê Quang kết hôn với ca sĩ Cam Thơ và có một con gái. Hiện gia đình anh sinh sống tại bang California, Mỹ. Nhạc sĩ Lê Quang nói, nhờ vợ, ca sĩ Cam Thơ, anh mới trở lại cuộc sống bình thường sau khi mất bàn chân phải vì bệnh tật. Khoảng thời gian chiến đấu với bệnh tật, tôi chấp nhận sự thật, tự nhủ không được buồn khi mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi. Tôi đấu tranh tư tưởng giữa việc cắt chân hay là giữ lại. Lúc trước, tôi từng đi bộ đội ở Phnom Penh, Campuchia, chứng kiến các thương binh bị cụt chân phải chống nặng khi di chuyển. Tôi sợ bị ngồi xe lăn, coi như cuộc đời đã hết, không thể đi đâu làm gì được nữa. Lúc đó trong tôi cũng có một niềm tin, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, giống như sáng tác tôi từng viết có tên Niềm tin chiến thắng. Khi ra viện, tôi mất 3 tháng làm quen với chân giả, tập trị liệu để điều chỉnh cơ thể, nương theo từng bước đi. Khi hay tin tôi gặp biến cố về sức khỏe, các ca sĩ lập một nhóm chung tay hỗ trợ cho tôi về tinh thần lẫn kinh phí trị bệnh. Ân tình của đồng nghiệp giúp tôi vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Hơn hết là người vợ, ca sĩ Cam Thơ, bên cạnh chăm sóc, động viên tôi rất nhiều. Tôi thấy may mắn khi có được người bạn đời hết mực lo lắng mọi thứ. Tôi hay gọi vợ là siêu nhân, cô ấy có thân hình nhỏ nhưng sức chịu đựng làm việc khủng khiếp. Khi từ bệnh viện trở về nhà, tôi chưa có chân giả để nối vào phần bị cắt, sinh hoạt khó khăn, cô ấy bên cạnh từng giờ, từng phút, sợ chồng ngã, nhắc uống thuốc đúng giờ. Cô ấy chọn những loại thực phẩm, đồ ăn có lợi cho sức khỏe. Bạn đời chăm sóc tôi hơn cả người điều dưỡng. Nhờ vậy, căn bệnh của tôi cũng bình ổn hơn. Cam Thơ như một bờ vai nâng đỡ, dìu tôi trở lại với cuộc sống bình thường. Trong những năm tháng gặp biến cố sức khỏe, âm nhạc đã cứu tôi về mặt cảm xúc. Ngày nào tôi cũng nghe nhạc Việt Nam lẫn nước ngoài để nuôi dưỡng tâm hồn, để không bị rơi vào những suy nghĩ tiêu cực. Tôi nghe những giai điệu mình từng viết hoặc của những người khác để cảm thấy cuộc sống này màu nhiệm tuyệt vời. Tôi lúc nào cũng mong muốn được trở lại sân khấu, gặp lại khán giả của mình. Dù tôi bây giờ không đứng được lâu, vẫn có thể chơi được một vài bài trong một chương trình. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.